Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của, của truyền hình IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy nghĩa địa xe tăng của Nga gần Kiev. Cảnh quay từ máy bay không người lái được thực hiện vào hôm thứ Ba cho thấy ít nhất một chục xe tăng và xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong một bãi phế liệu ở Bucha, vùng phía bắc Kiev của Ukraine. Mặc dù những chiếc xe tăng bị phá hủy từng là địa điểm phổ biến và nằm rải rác trên các đường phố của Bucha, các nhà chức trách đang dọn dẹp và chất đống xe quân sự bị phá hủy trong một khu vực cùng với những chiếc xe hơi và xe tải bị hư hỏng nặng với hàng chục lỗ đạn. tra và vùng ngoại ô phía Bắc, Irpin là điểm mà lực lượng chủ lực của quân đội và thiết giáp Nga tiến từ phía Tây Bắc đã bị chặn đứng sau khi vấp phải sự kháng cự dữ dội bất ngờ của lực lượng Ukraine. Khu vực này đã chứng kiến một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất để giành lấy thủ đô cho đến khi Nga rút lực lượng từ phía Bắc Kiev nói rằng họ có kế hoạch tập trung vào miền đông Ukraine. Các lực lượng của Nga bị cáo buộc giết hại nhiều thường dân tại đây, mặc dù Điện Kremlin đã bác bỏ điều này và nói rằng sự việc được dàn dựng. Tin từ Brazil, băng đạn của cướp kho xe bọc thép khiến cho ba người bị thương tại Brazil. Thưa quý vị, nhà chức trách Brazil ngay ngày đầu tuần này đã thông báo 3 người bị thương sau vụ tấn công vào công ty an ninh tại Guarapuva, thuộc bang Parana. Vẫn theo truyền thông địa phương, hơn 30 người đàn ông có vũ trang nặng phóng hỏa, đốt xe, bắt người dân làm con tin và đùng đồ với cảnh sát quân sự PM vào tối Chủ nhật và đầu giờ thứ hai. Bộ trưởng Cảnh sát tại bang Parana, Đại tá Romulo Marino Soares cho biết mục tiêu của họ là công ty an ninh Proporte. Ông nói thêm những kẻ tấn công đã không thành công trong việc đánh cắp bất cứ thứ gì từ công ty. Anderson Torres là Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Cảnh sát Brazil cho biết theo quan điểm của chúng tôi, đây là một kiểu khủng bố và chúng ta cần phải trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gây ra tội ác về những gì mà thị trấn và người dân đang gánh chịu. Thị trấn rất sợ hãi và nhà nước không thể cho phép điều này. Hudson Leonicio Tassera là tổng chỉ huy của Parana cho biết các nhà chức trách hiện nay vẫn đang tiếp tục truy lùng thủ phạm. Hoa Kỳ cảnh báo Solomon về hiệp ước an ninh với Trung Quốc Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ cảnh báo thỏa thuận an ninh với Trung Quốc có thể làm tăng bất ổn tại quần đảo Solomon. Bất chấp bình luận của chính quyền quần đảo Solomon, bản chất thỏa thuận an ninh vẫn mở ra cánh cửa cho Trung Quốc khai triển lực lượng quân sự tới quốc đảo này. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã nói trong cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 4: "Chúng tôi tin rằng ký kết thỏa thuận như vậy có thể làm tăng tình trạng bất ổn tại quần đảo Solomon, đồng thời tạo tiền lệ cho các quốc đảo khác ở Thái Bình Dương." Ông Price cảnh báo, quần đảo Solomon và Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin trên. Theo dự thảo thỏa thuận an ninh được tiết lộ vào hồi tháng 3, tàu thuyền Trung Quốc sẽ được phép thực hiện các hoạt động tiếp tế hậu cần, dừng chân và quá cảnh tại quần đảo Solomon. Trung Quốc cũng có thể khai triển các lực lượng thích hợp để bảo vệ nhân viên cùng dự án của quốc gia này tại quần đảo Solomon. Trung Quốc sẵn sàng cho những hợp tác quốc tế trong không gian khi trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã chia sẻ, vấn đề hợp tác thế giới là xu hướng phát triển của ngành hàng không vũ trụ và Trung Quốc sẵn sàng cho những hợp tác quốc tế trong không gian. Vẫn theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sứ mệnh thần châu 13 là bước đột phá đối với tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc với nhiều kết quả nổi bật. Việc đạt được những thành tựu này đồng nghĩa với bước đột phá toàn diện về công nghệ chủ chốt trong xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc tạo ra nền tảng vững chắc cho việc khai triển những nhiệm vụ trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ tiếp theo. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm, vấn đề khám phá biển vũ trụ và phát triển công nghệ vũ trụ là sự nghiệp chung của nhân loại, không tách rời nỗ lực chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hợp tác quốc tế là xu hướng phát triển của ngành hàng không vũ trụ hiện nay. Và sau đây là bản tin về Việt Nam. Tòa án thành phố Sài Gòn tuyên 108 năm tù, 12 người dân trong phiên tòa bị cho là vi phạm tối tụng các bị cáo bị tuyên án nặng nề dù một mực kêu oan trong một phiên tòa chính trị. Vào hôm 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 12 người bị cáo buộc tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Phiên tòa diễn ra chỉ vỏn vẹn trong một ngày với kết quả là các bị cáo phải nhận những bản án nặng nề từ 3 đến 13 năm tù giam. Điều đáng chú ý là một không một ai trong số những người bị xét xử thừa nhận tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sài Gòn áp đặt lên họ. Trong khi đó, luật sư thì cho rằng phiên tòa đã có dấu hiệu vi phạm tố tụng. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Nguyễn Văn Biến, người bào chữa cho bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, là một trong 12 bị cáo, cho biết nhận định của ông về phiên tòa. Thực ra tôi đã nói tại phiên tòa rằng phiên tòa này vi phạm tố tụng bởi vì tất cả là 9 vụ án khác nhau ở các tỉnh thành khác nhau nhưng lại gom thành một vụ khiến cho bà Xuân trở thành nhân vật nghiêm trọng. Các hành vi của bà cũng trở thành nghiêm trọng đó là vi phạm luật tối tụng hình sự về vấn đề xác nhập vụ án. Bởi vì giữa 12 người này họ không có bất kỳ liên kết nào cả. Chỉ có trường hợp của bà Xuân là biết hai người trong số đó, nhưng mà mối quan hệ đó không phải là mật thiết mà chỉ là biết nhau như vậy. Theo luật sư thì Viện Kiểm sát đã cáo buộc bà Trần Thị Ngọc Xuân là người tích cực nhất trong nhóm 12 người, do đó bà này bị tuyên án 13 năm tù giam, nặng nhất trong số 12 người. Việt Nam đã giảm 6 bậc về tốc độ internet vì cáp quang liên tục bị hư hỏng. Internet tại Việt Nam bị giảm thêm 6 bậc trong tháng 3 vì những vụ đứt cáp quang liên tục xảy ra. Đây là số liệu mới được công bố bởi Ookla. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 56 trên toàn cầu về internet di động, giảm từ vị trí 50 trong tháng 2 và 45 vào tháng 1. Ở hạng mục internet băng rộng cố định, Việt Nam ở vị trí 49. Trong bảng xếp hạng các thành phố có tốc độ Internet cao nhất tại Việt Nam, số liệu ít có sự thay đổi so với quý 4 năm ngoái khi Đà Nẵng dẫn đầu. Và tiếp đến là Cần Thơ, trong khi Hà Nội và Sài Gòn đổi chuỗi cho nhau ở vị trí thứ ba và thứ tư Cuối trùng trong top 5 chính là Hải Phòng. Internet tại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi những vụ đứt cắp quang biển liên tiếp. Mới nhất ngày 15 tháng 4 vừa qua, tuyến cáp APG bị hư trên phân đoạn S1.7, khiến cho việc truy cập Internet đi quốc tế của người dùng bị ảnh hưởng. Đây đã là lần đứt cắp quan tiếp theo của tuyến APG sau khi được sửa chữa vào tháng 2. Tuy nhiên, theo nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, đến thời điểm này, đơn vị quản lý tuyến cắp vẫn chưa đưa tin đến nhà mạng về kế hoạch sửa chữa như thế nào. Trong năm ngoái 2021, tuyến cắp này cũng từng bị hư tới 4 lần. Ngành xe hơi tại Hoa Kỳ dần phục hồi, sản lượng tăng mạnh trong tháng 3. Sản lượng tăng mạnh trong tháng 3 báo hiệu sự phục hồi của ngành kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ sau một năm đầy trở ngại theo bản tin của hãng thông tấn Reuters đưa tin. Nhìn chung, sản lượng ngành xe hơi tăng 0,9% trong tháng 3, theo cơ quan dự trữ liên bang FED tuyên bố vào hôm thứ Sáu. Các nhà kinh tế học được Reuters phỏng vấn dự báo rằng sản lượng tại các nhà máy sẽ tiếp tục tăng thêm 0,4% đến mức cao hơn năm trước 5,5%. Lĩnh vực sản xuất chiếm 11,9% toàn bộ nền kinh tế của Hoa Kỳ được lợi từ việc người tiêu dùng chuyển từ dịch vụ sang hàng hóa do dịch bệnh Covid-19 nhưng gặp khó khăn bởi thị trường lao động trở nên hạn chế, đồng thời nguồn cung cấp bị gián đoạn do chiến tranh của Nga và Ukraine và các đợt đóng cửa của phòng Covid-19 của Trung Quốc kính thưa quý khán giả và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên vũ quang vinh và tuyết Nha. chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ cảm ơn rất nhiều những cơ sở kinh doanh thương mại đã luôn đồng hành và bảo trợ cho đài xin kính chúc quý vị một ngày mới vô lường an lạc xin trân trọng kính chào